nhưng mà đi một lần cái ông trời mưa nè là... và cả em về đó. Sao chị em hỏi em anh ở sao đi máy bay đi lấy đi mình cây đóng cửa con Phượng cũng vậy, con Phượng qua cũng bị mưa tối này chấm cười nho lên cho nó tắm luôn nho đi sáng không rồi đi chơi ngày mai là đi đường thứ hai mà đi tắm biển mà bị mưa nữa. Cái tàu kia nó đè mấy có khói vậy không nó chạy ăn sáng sáng lấy cái hạt kia rồi kém đi, nói là nếu mà đi về rồi đem ăn về sao đem được. Thường thường là tại đem đi United lúc mà em về Oregon